Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây đã có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các địa phương mà hậu quả mang lại vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây tại tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một xe ô tô tải với xe máy kẹp 4. Cú đối đầu trực tiếp giữa hai phương tiện đã khiến cho các nạn nhân trên xe máy, 3 người tử vong và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra xét nghiệm nạn nhân đang cấp cứu, các cơ quan chức năng phát hiện có nồng độ cồn vượt mức giới hạn cho phép. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11. Xe tải biển kiểm số 60C37713 do tài xế anh DTG, 29 tuổi, ngụ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, điều khiển chạy trên tỉnh lộ DT767 hướng từ huyện Vĩnh Cửu ra ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi đến trước đoạn chợ Việt Giai, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, thì va chạm với xe máy kẹp 4, biển số 60B9-11723 chạy chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra va chạm, trên xe máy có 4 người. Cú tông mạnh làm 3 người trên xe máy văng xuống đường, một người khác dính chặt vào đầu xe tải. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và một người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, vỡ nát nhiều bộ phận. Phần đầu xe tải biến dạng khiến tài xế mắc kẹt bên trong, người dân phải hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân, đưa vào bệnh viện cấp cứu. DT767 là tuyến đường chính kết nối huyện Vĩnh Cửu ra quốc lộ 1 huyện Trảng Bom, đi ngang qua khu công nghiệp Sông Mây nên lượng xe cộ khá đông đúc. Trong đó, khu vực xảy ra tai nạn không có giải phân cách. Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng gồm TQD 28 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, nạn nhân tử vong tại chỗ, NPG 22 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tử vong tại chỗ và NT đã tử vong. Riêng nạn nhân NVC 27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, nhập viện cấp cứu lúc 3 giờ 46 phút ngày 2 tháng 11. Trưa 2 tháng 11, liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên đường tỉnh 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã thông tin về sức khỏe nạn nhân bị thương. Qua kết quả thăm khám, chụp phim cho thấy, bệnh nhân bị gãy cột sống cổ C6, gãy 1/3 giữa xương chày, 1/3 dưới xương mác. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị say xỉn, nói chuyện không tỉnh táo, nên bệnh viện chưa khai thác được nhiều thông tin liên quan. Nhân viên y tế đã tiến hành băng bó vết thương, cố định chân, chụp phim và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Các bác sĩ cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân. Kết quả cho thấy, bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu cao. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai sáng ngày 2 tháng 11. Theo cơ quan điều tra, chiếc xe tải đông lạnh biển kiểm soát 60C37713 được sản xuất năm 2014 tại Hàn Quốc, mang nhãn hiệu Hyundai, chủ phương tiện là bà Đỗ Thị S, trú tại Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, được kiểm định lần gần nhất ngày 4 tháng 5 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 8502G, và có hạn kiểm định đến ngày 3 tháng 11 năm 2023. Như vậy, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải vẫn còn hạn kiểm định một ngày. Có thể thấy, có thể do trong người có sẵn hơi men nên tài xế xe máy đã không làm chủ được tốc độ để xảy ra tai nạn. Không những thế, chiếc xe máy còn chở quá số người quy định. Qua đó cũng là lời cảnh tỉnh đối với mọi người. Đã bia rượu thì không điều khiển phương tiện lưu thông để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, không chỉ gây thương tích cho bản thân, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn của xe khách khiến 16 người thương vong ở Lạng Sơn, ngày 2 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quách Đình Trọng là lái xe 16 chỗ trong vụ tai nạn rạng sáng ngày 31 tháng 10, làm 5 người tử vong và 10 người bị thương. Trước đó, ngày 31 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng. Ngày 31 tháng 10, tại dốc rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoạn km 70+800 trên quốc lộ 1A, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và hai xe container. Theo đó, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, một xe chở khách hợp đồng 16 chỗ, biển kiểm soát 14B03657, sau khi chở khách đi lễ tại đền Châu Lục, về đến km 70+830 quốc lộ 1A là đoạn đường dốc cua, do trời tối không có đèn đường nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98C01645
kéo theo Sermi Remorque 98R01379 bị hư hỏng, đang dừng đỗ bên phần đường dành cho xe cơ giới hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Sau vụ va chạm, xe khách bị văng sang bên trái theo hướng đi. Cùng lúc đó, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 77H04145 kéo theo Sermi Remorque biển kiểm soát 77R04608 đi đến va chạm với xe khách. Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 11 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Qua test nhanh, 3 tài xế đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy và cả 3 phương tiện đều còn hạn kiểm định. Tuy nhiên, qua hệ thống dữ liệu giám sát hành trình, xe hợp đồng 16 chỗ đã ngắt kết nối dữ liệu lúc 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10, cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông 19 tiếng. Cụ thể, ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 14B03657, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, chủ phương tiện là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Xuân Lộc Quảng Ninh, có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa 16 người. Xe kiểm định lần gần nhất là ngày 29 tháng 8 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 1401G Quảng Ninh và có hạn kiểm định đến ngày 28 tháng 8 năm 2024. Trong khi đó, Sermi Remorque biển kiểm soát 98R01397 chở xi măng đang đỗ bên phải đường thời điểm tai nạn, sản xuất năm 2018 tại Việt Nam. Chủ phương tiện là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ CTH Thái Dương, cũng đăng ký kinh doanh vận tải. Sermi Remorque này kiểm định lần gần nhất ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 9804G Bắc Giang, có hạn kiểm định đến ngày 22 tháng 10 năm 2024. Còn xe container biển kiểm soát 77H04115, sản xuất năm 2010 tại Mỹ, xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình. Xe đã thực hiện kiểm định ngày 25 tháng 9 năm 2023 và có hạn kiểm định ngày 24 tháng 3 năm 2024. Ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan công an cần trích xuất dữ liệu để làm rõ xe đầu kéo vận chuyển xi măng đã thực hiện đúng quy định về khoảng cách, biện pháp cảnh báo khi dừng xe hay chưa. Mặc dù đây là việc bất khả kháng do xe bị hỏng trên đường, nhưng các quy định liên quan cần đảm bảo để tránh xảy ra tai nạn giao thông. Qua thông tin dữ liệu cho thấy, vận tốc xe đầu kéo tại thời điểm trước khi xảy ra va chạm là 50 km/h, trước đó có vệt phanh dài. Ông Khuất Việt Hùng cho rằng, trường hợp xe khách ngắt kết nối dữ liệu giám sát hành trình, trách nhiệm trước hết là của lái xe không đủ điều kiện để hoạt động. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ khi đi trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế, nên đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường, dành cho xe cơ giới. Hàng loạt những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một lần nữa cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của các tài xế. Hy vọng rằng, sau các vụ việc này, mỗi tài xế cũng cần nâng cao kỹ năng, tuyệt đối tuân thủ giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu. Tất cả các tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.